Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại sale áo phông không cổ, hay là còn gọi là áo phông cổ tròn, với mức giá là 99k trên một sản phẩm bất kỳ. Hãy cùng nhau khám phá xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có những sản phẩm gì nha. Ok, let's go, bắt đầu vào clip luôn rồi. Boom. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sành Đồ Si. Dành cho những quý vị nào lần đầu tiên ghé đến kênh Sành Đồ Si thì Sành Đồ Si là một shop đồ si hàng hiệu chuyên các món hàng thuộc tuyển cho Việt Nam. Sành Đồ Si cam kết rằng sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng và bản thân là người bán hàng, Sành Đồ Si sẽ trung thực với sản phẩm của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái đợt sale 99k khác cho những cái mẫu áo phông cổ tròn tại shop Sành Đồ Si. Và trong mức giá 99k này thì chưa bao gồm phí ship quý vị nhé. Chúng ta mua từ 2 sản phẩm trở lên thì Sành Đồ Si sẽ free ship cho mọi người tại một mức giá đã sát sàn luôn rồi. Nên là chúng ta sale được giá 99k chưa bao gồm phí ship, sẽ free ship từ 2 sản phẩm trở lên. Hiện tại thì mọi người chốt đơn qua Zalo 0337 07398 giúp Sành Đồ Si nhé. Ngoài cái khung thời gian ngoài buổi trưa và sau 2-3 giờ ra, mọi người có thể trực tiếp gọi điện thoại đến cái số điện thoại này, chúng ta đặt hàng và chốt đơn. Ok, không dài dòng thêm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào clip ngày hôm nay xem có những sản phẩm gì nha. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của sản phẩm, đó là một con của Reebok. Đây có mã là X399. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá, đây là một con áo đến từ thương hiệu Reebok. Tập đoàn Adidas thì đã mua lại Reebok vào năm 2005, nhưng mà điều đó không nghĩa rằng là công ty này sẽ trực thuộc hẳn với Adidas. Đây họ vẫn hoạt động trên nguyên tắc là một công ty con thôi. Tất cả doanh thu cũng như là ý tưởng thì cũng như vậy, đều tách biệt riêng hẳn. Với con này chúng ta sẽ có cái dòng chữ Reebok ở đằng sau này quý vị này. Đây là chất thể thao nhá. Chúng ta sẽ có đây là mã X399. Con áo này là size M, chiều dài là 65, ngang là 49. Với cái size M này khoảng 65kg, quý vị sẽ mặc đẹp nhé. Khoảng 65kg, con này cũng còn rất là ok. Và Reebok thì chắc chắn rằng là cái chất thể thao này ngon rồi. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến một con áo mà dành cho quý vị là khoảng 55kg. Khoảng 50-55kg thì có thể lựa cái mẫu này, một con của Puma. Với cái mẫu này thì chúng ta sẽ đến với mã X398. Con này là size XS, tức là khoảng 50-55kg chúng ta sẽ mặc ok. Chiều dài chiếc này là 58, ngang 40, vai chiếc này là 36. Con này thì khoảng 50-55kg chúng ta sẽ mặc ok nhé. Thì hàng Puma thì hàng ngon lắm. Tiếp theo có một con lạc loài duy nhất trong cái lô phông cổ tròn ở đây là chúng ta có một con đến từ Puma nữa. Một con đến Puma nữa, con này là theo kiểu dạng áo bóng đá đấy quý vị đây. Chúng ta sẽ đến với chiếc này, đây là mã X397. Con này thì là một chiếc áo size L, chiều dài chiếc này là 70, ngang 52 và chiếc này là 48. Quý vị nào chúng ta trong cái khoảng là cho những quý vị là chúng ta khoảng là 65-70kg thì chúng ta sẽ mặc ok con này. Con này Sành Đồ Si thích là kiểu quý vị chúng ta mặc ôm một tí. Hàng Puma thì hàng ngon rồi, có thể lựa cái mẫu này nhé. 99k thì chúng ta có thể lựa cho mình ít nhất là khoảng 2-3 mẫu, tại vì giá nó không đáng kể. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một con của Converse đấy quý vị này. Con này thì rất là cơ bản Converse thôi. Ở bên tay thì có All Star Converse này. Nói chung con này thì đơn giản, dễ dàng, chúng ta có thể mặc thoải mái. Chiếc này thì Sành Đồ Si xem rồi. Hơi buồn chút là con này nó bị bục ở đây rồi quý vị ạ. Con này nó bị bục ở đây rồi. Đây là mã X396, con này size M, chiều dài là 75, ngang 47 và chiếc này 46. Con này thì quý vị là chúng ta khoảng 65kg thì sẽ mặc ok nhé. Nhưng mà Sành Đồ Si nói trước là con này nó bị bục một cái đoạn đây rồi. Đó. Rất là đẹp nhưng mà rất là tiếc. May mà Sành Đồ Si kiểu Sành Đồ Si nhìn ra kịp nha, không là lúc mọi người mua về thì sẽ thấy kiểu hụt hẫng. Rất là may. Tiếp theo có một con của Kappa này quý vị này, con này Kappa này. Với con này chúng ta sẽ có mã X395, con này là size MO nhé, chiều dài 65, ngang 52 và chiếc này là 50. Con này 65-70kg quý vị sẽ mặc ok nhé, 65-70kg sẽ mặc ok con này. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến một con Nike thuộc cái nhánh Griffith này. Con này màu thì hơi sáng một tí, màu nọn chuối này thì hơi sáng một tí. Chúng ta sẽ đến với con này, đây là mã X394, con này là size M quý vị ạ. Chúng ta sẽ đến với con này, đây chiều dài 64, ngang 50. Con này thì 65kg sẽ mặc ok. Khoảng 65kg quý vị sẽ mặc ok, con này màu xanh nõn chuối.
Tiếp theo thì chúng ta có một con của Holyway. Con này thì rất bóng trời nhưng mà thực ra thì nó lại là cái áo kiểu như là họ may ở đây may liền. Và chúng ta sẽ mặc nó kiểu như thế này, tức là chúng ta vẫn luôn qua thôi bình thường. Con này thì rất là kiểu dạng bóng trời nhá, Holyway. Và cái này nó rất là cứng này. Với chiếc này đằng sau thì sẽ có như thế này, đằng trước như thế này. Đây là một chiếc áo mà size M cũng bị nhắc, chiều dài 69, ngang 48 và chiếc này vai liền. Con này thì khoảng 60kg quý vị sẽ mặc đẹp. Thành cầu si nghĩ là khoảng 60kg quý vị sẽ mặc rất đẹp với con này. Tiếp theo một cái sản phẩm khác của Gu này. Con này của Gu thì cái phần cổ của nó làm, phần cổ của bọn Gu cũng như Uniqlo làm rất là tốt, giữ được form rất là tốt. Con này chất tương đối dày dặn, mặc cái mùa này sẽ hợp lý hơn. Có một cái túi áo bên ngực trái đây, đây là mã X391. Chúng ta đến với chiếc này, đây là một chiếc áo size LO nhé, chiều dài chiếc này là 65, ngang là 56 và vai chiếc này 46. Con này thì 56, con này thì sẽ phù hợp cho quý vị là chúng ta khoảng 70, khoảng 70kg. Khoảng 70kg thì quý vị có thể mặc hợp lý với chiếc này nhé. Tiếp theo thì có một con khác của Uniqlo đây, có một con khác của Uniqlo. Con này thì sản xuất gia công tại Việt Nam nhé. Hàng có sao Thành Cầu Si gửi cho quý vị như vậy. Con nào mà sản xuất tại Việt Nam, Thành Cầu Si nói luôn là sản xuất tại Việt Nam. Với con này thì Thành Cầu Si rất là ấn tượng với cái chất liệu này. Rất là ấn tượng với cái chất liệu của Uniqlo khi họ lựa chọn. Con này mọi người cứ cầm một cái chất liệu thì mọi người sẽ biết là con này nó ngon hơn những con thì thường mọi người biết được bao nhiêu. Đây là mã X390, con áo này là size S, chiều dài 62, ngang 44 và vai là 39. Con này thì khoảng 60 cho đến 65kg sẽ mặc ok. Thầy đồ suy nghĩ là 60, trong khoảng 60 cho 65. Tại vì cái phần tay này là để làm cái con bo tay của mình nó cho trông cái tay của mình nó to hơn đấy. Đó, con này khoảng 60 cho 65. Tiếp theo thì có một vài chiếc size tương đối anh. Con này size XS, dài 57, ngang 42. Con này là 50 cho đến 55kg. Hôm trước là có quý vị là chúng ta comment ở trên YouTube là bảo rằng là có mấy con cái mẫu áo size nhỏ không, 50 cho 55kg thì con này đây sẽ vừa mọi người. Đây là mã X389, dài 57, ngang 42. Tiếp theo thì chúng ta có thêm một con khác nữa, con này của Dry này. Dry Uniqlo này quý vị này, cái phần này họ làm cao su nhé. Con hàng này chuẩn chỉ là hàng của Uniqlo đây, tag Uniqlo ở trong này đây. Chúng ta con này còn rất là mới, chúng ta sẽ đến với chiếc này. Đây là mã X388, con áo này là chiều dài 66, ngang 49, vai chiếc này 43, size M 65kg sẽ mặc ok, chất vải dry, chất thể thao đó. Con này rất là mới. Tiếp theo cũng mới không kém con đấy thì chúng ta có con tiếp theo, con này của First Down này quý vị. Con này First Down, nói chung hai con na ná nhau, khác nhau về thương hiệu. Con này thì được bó nút thêm một cái túi áo ở bên ngực trái này. Đây là mã X387, con áo này size L, chiều dài 68, ngang 52, và trên này 47. Quý vị là chúng ta khoảng 65 cho 70kg sẽ mặc ok con này nhé. Con này thích mặc ôm thì khoảng 70, còn không thì cứ 65 đến 70 mặc con này cho nó an toàn. Quá ok luôn ạ. Uniqlo thì chúng ta có một con mà màu nó cái cổ rất là ok này. Ví dụ mấy con Uniqlo T thì cổ rất là ok. Tức là nếu mọi người muốn kiếm mấy con basic thì có thể lựa con này. Con này màu kem, con này màu kem chứ không phải nó bị bẩn hay như gì đâu. Con này màu kem nhé, màu khá là chắc là kiểu dạng là không phải ai cũng sẽ ưng để mặc vừa những cái mẫu này của Uniqlo. Đây là một chiếc áo size S nhé, chiều dài 67, ngang 46 và chiều dài 45. Con này thì quý vị nào chúng ta khoảng 60kg thì sẽ mặc ok, 60kg. Con này thì sạch đồ si không biết nó nào. Ví dụ như mọi người mặc con này bên trong, xong mọi người mặc thêm áo bên sơ mi hoặc là cái gì đó bên ngoài thì nó sẽ đẹp. Nó sinh ra là chỉ để mặc lót ở bên trong thôi. Đây là một chiếc áo ok của Uniqlo. Thích nhất là cái phần cổ bo viền của họ này. Làm rất tốt. Tiếp theo chúng ta có một con khác của Champion này. Có một con khác của Champion đây. Quý vị nào chúng ta thích Champion thì có thể lựa con này nhé. Con này sản xuất và gia công tại Honduras. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã X385. Con áo này đây là chiều dài là 75, ngang 49 và vai chiều 45, size M 65kg sẽ mặc ok. 65kg sẽ mặc ok. Con này màu sáng. Đây, hàng Champion nó sẽ kiểu như này. Tiếp theo có một con của Sloth Face này, con này cũng màu xanh lõm chuối quý vị. Sloth Face, nói chung thương hiệu Sloth Face thì đây là một thương hiệu lớn.
Chúng ta sẽ xem qua qua con này chất thể thao nhé. Đây là mã X384. Con này sao mở, chiều dài 69, ngang là 49 và chiếc này 41. Khoảng 60kg sẽ mặc ok con này, 65kg sẽ mặc ok con này. Con này mọi người 60 cho 65 sẽ mặc ok con này nhé. Tiếp theo thì có một con size M nữa, khoảng cũng là 65kg mặc ok. Con này của Umbro này, con này Umbro. Nói chung là ai hâm mộ thể thao thì có thể lựa mấy cái mẫu này. Tại vì thứ nhất là clip này rất là rẻ, sale mọi người rất là rẻ. Và thứ hai đó là hàng của Umbro thì nó cũng đẹp cơ. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã X là 382 nhé. Con này là size M, chiều dài 67, ngang 48 và chiếc này 43, 65kg sẽ mặc ok chiếc này. Tiếp theo cùng với thương hiệu K2 thì có một con K2 này. Càng về đông thì mọi người sẽ càng yêu bộ K2 hơn thôi. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã X382. Con áo này là size MO, chiều dài là 69, ngang là 54 và chiếc này 50 nhé. Con này thì khoảng quý vị nào khoảng 70kg sẽ mặc ok. Nói chung là đôi khi mà mình tính là từ 65 cho 70, nhưng mà nghĩ lại thì cứ cho là 70 đi. Cứ cho 70 đi, tại vì con này co giãn tốt nên mọi người mặc hơi ô nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo chúng ta có một con dòng hoa quả đây quý vị, có một con của Fruit of Slom đây, dòng hoa quả. Con này thì ai hâm mộ The Watt thì có thể là biết cái kiểu như thế này, đó là hai con dế nó húc đầu vào nhau. Với con này chúng ta sẽ có một chiếc áo size M nhé, chiều dài 69, ngang 48 và ba chiếc là 47. Con này thì phù hợp cho những quý vị là chúng ta 60 cho đến 65kg. 60 cho 65kg có thể lựa cái mẫu này của dòng hoa quả. Đấy, size M khoảng 60 cho 65kg nhé, mà ok con này, chất cốt tông. Chất thể thao thì có mấy con của Uniqlo đây quý vị. Lựa mấy cái mẫu này cũng dễ mặc này quý vị này. Con này của hàng Uniqlo, con này mới, rất là mới luôn. Nói chung là khoảng 98-99% ấy. Đây là mã X380, con áo là size M, chiều dài chính là 70, ngang 47. Con này thì khoảng 65kg quý vị sẽ mặc ok, 65kg sẽ mặc ok. Con này cũng rất là mới luôn, màu cũng dễ mặc cơ, chất thể thao. Tiếp theo chúng ta có một con của Asics rất nhiều chữ. Con này mặc đằng trước của Asics này thì rất là đẹp đúng không ạ? Tay áo các thứ làm rất là ok, ngon nghẻ các thứ. Nhưng mà đằng sau lại rất nhiều chữ. Ai không thích nhiều chữ thì chúng ta lướt qua con khác nhé. Thầy đồ si cũng là một người không thích nhiều chữ. Đây là mã X379, con này size M, chiều dài là 65, ngang 50 và chiếc này 44. 65kg sẽ mặc ok con nhiều chữ này của hàng của Asics. Toàn là chữ Nhật thôi, đây là một thương hiệu đấy, Nhật Bản mà, hàng Asics. Tiếp theo chúng ta có một con khác nữa, hàng Uniqlo. Cái kiểu kẻ kẻ như thế này thì chắc chắn rằng là sẽ hết con này. Tại vì con này thật sự là rất là dễ mặc. Sanosi cũng thích mấy con kẻ kẻ như thế này, nên là Sanosi cũng bán được rất nhiều cái sản phẩm như này, nên cực kỳ tự tin con này sẽ bay màu nếu mà quý vị hỏi muộn. Đây là mã X378, con này size M, chiều dài chiếc này 69, ngang 50 và vai là 48. Con này khoảng 65kg sẽ mặc đẹp và mặc ok. 65kg con này mặc ở nhà hay là mặc đi chơi cũng đẹp luôn, 65kg. Tiếp theo thì có một con mã X377 của hàng của Uniqlo nữa đấy. Nói chung mấy cái mẫu này của Uniqlo thì Sành Đồ Si thấy rằng là cũng dễ mặc cơ. Hôm nay đồng giá 99k thì chúng ta cứ xúc cho mình khoảng 3-4 cái, chả đáng bao nhiêu tiền đâu mà. Ví dụ như là bình thường những cái mẫu này mọi người mua mới ở cửa hàng ấy, cứ cho là mọi người được bóc tem xong rồi bóc jean đi, đi chăng nữa thì nó giá nó cũng có rất là cao. Ví dụ như là giá bình thường với con này là đã rơi khoảng 6-700 rồi, mà trong nếu mọi người mua đồ si thì Sành Đồ Si sale 99k, hai sản phẩm đã free ship rồi, thế thì cái giá trị kinh tế của mình nó cao rồi, rất là cao. Với chiếc này chúng ta sẽ đến với mã X là 377, con này size M, chiều dài 67, ngang 48 và 44 ấy. Con này hơi buồn một cái là cái phần tay áo nó bên này nó hơi bị giã một tí thôi, hơi bị giã một tí thôi. Nói chung là không Sành Đồ Si thấy con này cũng kiểu hơi ẩu rồi, nên là mọi người không ưng thì chúng ta chuyển qua con khác nhé. Còn nhà bác nào mà có máy để xử lý mấy con này kiểu như là tiện nhà làm kiểu sửa quần áo luôn thì chốt con này về. Tiếp theo có một con của UF Polo Association này quý vị, con này tên rất là khó đọc nhưng mà UFPA đấy.
viết tắt của chữ này là USPA đó. Dưới này thì rất là khó đọc. Với con này thì chúng ta sẽ có một cái logo nhỏ nhỏ, nhỏ ở bên ngực trái này kèm với một cái túi áo như thế này. Con này thì chúng ta sẽ đến với ma x là 376, con này size M, chiều dài 67, ngang 50 và chiều dài 46, 65 kg. Quý vị sẽ mặc đẹp con này. Con này ví dụ như là quý vị mặc một con này xong rồi đội thêm một cái mũ kiểu giống sành đồ xin này nữa thì nhìn có vẻ rất là đường phố đúng không ạ, kiểu streetwear. Nói vậy thôi nhưng mà chất lượng con này tốt lắm quý vị. Con này thì thuộc cái kiểu dạng là hai cốt tông, tức là cái chất cốt tông dày hơn những cái chất bình thường. Tiếp theo chúng ta có một con của Nike đây, có một con của Nike thuộc cái nhánh Dreamfit cho một cái câu lạc bộ bóng đá. Con này thì chúng ta còn thấy còn rất là mới. Đây là mã X375 nhé. Con áo này sao mở, chiều dài chiếc này 73, ngang 45 và vai chiếc này 42. Quý vị là chúng ta khoảng 65 kg thì sẽ mặc ok cái chiếc này nhá. Khoảng 65 kg thì quý vị sẽ mặc ok cái chiếc này. Đây là một cái chiếc giày của rất là thấy còn rất là mới. Tiếp theo có một con của Fila không thể bỏ qua. Đó là chiếc Fila này và không thể bỏ qua chiếc này quý vị nhá. Một chiếc áo Fila. Với cái chiếc này thì còn có dòng chữ Fila cứ chạy trên này cơ. Với chiếc này đằng sau thì cũng có cái logo Fila đằng sau. Chúng ta sẽ đến với chiếc này với các thông tin như sau. Đầu tiên đây là một chiếc áo size MO, con này khoảng 70 kg sẽ mặc ok. Chiều dài 68, ngang là 58 và vai chiếc này 52. Con này thì quý vị nào chúng ta khoảng 70 kg thì sẽ mặc ok con này nhé. 70 kg ạ, sẽ mặc ok con này của Fila nhé. Hôm nay cứ sale đồng giá 99k. Từ hai sản phẩm trở lên sẽ được xin sang free ship và chốt đơn qua Zalo 0337707398. Ngoài khung giờ buổi trưa và ngoài sau 2-3 giờ ra, quý vị có thể trực tiếp gọi điện đến số điện thoại để chúng ta chốt đơn và đặt hàng nhé. Tiếp theo thì chúng ta có một cái con của Zrefay này, con của Zrefay. Mấy cái dòng mà leo núi leo đồi này thì nó rất là hay ở cái chỗ rằng là chất của nó rất là bền và đặc biệt đó là có nhiều chi tiết rất là hay, ví dụ như là cái túi áo giấu rất là kỹ ở đây đó. Quý vị nào mà chúng ta thường xuyên kiểu hay thích đi mạo hiểm các thứ hoặc là đi du lịch các thứ có thể lựa mấy cái mẫu này, chắc chắn không làm mọi người thất vọng với cái túi hiệu này. Chúng ta sẽ có con này ở một cái tag ngang ở bên này đây. Con này gia công rất là tốt, khóa của họ cũng một cái dòng khóa IKK này. Với chiếc này chúng ta sẽ có đây là mã X là 373 nhé. Con này thì size M, chiều dài 67, ngang là 51. Con này thì thành phố xin khuyến khích cho những quý vị là chúng ta khoảng 68 cho đến 73 kg, nó chụp quanh 70. Quanh 70 mọi người mặc con này ôm thì mới đẹp được. Quanh 70 kg cho thành phố xin nhé. Có con này Black Number đây, có con này Black Number cho quý vị nào chúng ta thích đây. Black Number, đây cũng là thương hiệu của Nhật nhưng mà Black Number này họ làm đồ nó khá là hay, họ là hay làm hàng limited nhiều hơn. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã X là 372 nhé, con này size M, chiều dài chiếc này là 74 này, ngang 48 và chiếc này 42, 65 kg mặc ok con này giúp sành đồ xì, 65 kg mặc ok con này giúp sành đồ xì nhé, con này quá ngon nghẹn rồi, 65 kg. Và mã cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì dành cho những quý vị nào chúng ta khoảng 55 kg sẽ mặc vừa con này của Nike thuộc cái nhánh Nike Terrific quý vị nhá. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã X là 371, con áo này size S, chiều dài là 69, ngang là 47. Con này khoảng 55 kg sẽ mặc ok con này nhá. 55 kg mặc ok con này, một con hàng của Nike thuộc nhánh Terrific. Đây cũng là chiếc áo cuối cùng trong cái bộ sưu tập ở hàng sale của chúng ta ngày hôm nay. Nhắc lại một lần nữa thì dành đồ xì chốt đơn qua duy nhất Zalo 0337707398 và đồng thời bên cạnh đó thì dành đồ xì free ship từ hai sản phẩm trở lên nhé. Rất là cảm ơn quý vị đã ghé đến kênh dành đồ xì và xem hết clip này. Nếu mà quý vị cảm thấy kênh này hữu ích thì chúng ta vui lòng bấm cái nút theo dõi ở bên dưới, bấm cái nút đăng ký kênh, bấm thêm cái nút chuông thông báo nữa. Mỗi lần sẽ có gì ra clip mới sẽ chủ động gửi đến cho quý vị những thông tin hữu ích nhất. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo. Bye bye.